Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại Trương Phong Tử. Bạn đã từng một lần xuất hiện trên kênh chúng ta với tập truyện Ai Mua Quan Tài Lúc Nửa Đêm, một tập truyện cũng được quý thính giả rất là thích. Ngày hôm nay bạn quay trở lại với tập truyện Cuộc Gọi Từ Người Chết. Đây là một truyện cũng có thời lượng khá là dài. Huy xin phép phục vụ trong hai buổi, tối nay và tối mai. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Cuộc Gọi Từ Người Chết. Tiếng chuông điện thoại bàn reo lên inh ỏi giữa màn đêm tĩnh mịch, phá tan cái không khí yên lặng tại văn phòng thám tử tư Hồ Trung Sơn. Thám tử Sơn lờ mờ mở mắt. Anh đã quá mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên bàn làm việc từ lúc nào không hay. Tiếng chuông tiếp tục reo to và rõ ràng hơn, làm vực dậy tinh thần của Sơn. Anh vội vàng xoa hai vần thái dương để lấy lại tỉnh táo, rồi nhấc điện thoại lên nghe bằng chất giọng mệt nhoài. Xin chào, văn phòng thám tử tư Hồ Trung Sơn xin nghe. Đáp lại câu hỏi của Sơn chỉ là một khoảng không thinh lặng kéo dài ít lâu. Sơn nhíu mày, anh cố gắng hỏi. Alo, văn phòng thám tử Hồ Trung Sơn nghe máy đi ạ. Có việc gì không ạ? Vừa nói, Sơn vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường gần đó. Thời gian vừa điểm qua 11 giờ khuya. Điều này càng khiến cho Sơn cau mày hơn. Có vẻ như anh đang bị đối phương trêu đùa. Tuy nhiên, lúc Sơn chuẩn bị dập máy thì lại có thanh âm vang lên. Đúng là anh rồi phải không Sơn? Là em Vân Anh đây. Đầu dây bên kia đột nhiên có một người phụ nữ phản hồi. Giọng nói của cô ta rất yếu ớt, dường như đang cảm nặng, thậm chí có vẻ là còn trưng trưng muốn khóc. Sơn khẽ mở to mắt. Anh tỉnh ngủ hơn đôi chút, nhẹ giọng hỏi lại. Vân Anh hả? Là Đoàn Vân Anh ở Lai Châu, phải không em? Dạ, là em. Người kia buồn bã đáp. Xác định được đối phương, Sơn nhất thời hoảng hốt. Anh bậm môi lại, không biết nên nói gì cho phải. Cứ như thế Sơn ngồi thẫn thờ dưới ánh đèn trần duy nhất bật sáng. Bóng lưng cô độc của anh khiến cho căn phòng trở nên kỳ dị. Một lúc sau, Sơn tằng hắng mấy tiếng rồi nói tiếp. Cũng nhanh thật em ha. Mới đó mà 3 hôm rồi. Em đã về Lai Châu hay chưa? Hay còn ở Sài Gòn? Vừa nói, Sơn vừa rút một tập hồ sơ trên bàn ra. Bên trên rõ ràng là thông tin chi tiết của Đoàn Vân Anh. Em không về Lai Châu được nữa anh à. Vân Anh cố kìm tiếng khóc để đáp lại, giọng điệu trêu ngươi. Nhận thấy tình trạng bất thường của cô, Sơn cau mày hỏi. Em đang khóc sao? Em ổn chứ? Mà nửa đêm rồi, em gọi lại cho anh, có chuyện gì gấp sao em? Sơn nhìn tập hồ sơ của Vân Anh. Một cô gái tới từ Lai Châu với gương mặt xinh xắn trạng rỡ, cùng trạc tuổi 35 với gã. Sơn nhất thời nhớ lại hình ảnh người con gái năm xưa học chung trường với mình tuổi sinh viên. Cả hai đã ở bên nhau một thời gian dài, cùng trải qua biết bao nhiêu cay đắng ngọt bùi, nếm trải vị ngọt của tình yêu tuổi thiếu thời. Tiếc rằng do bất đồng quan điểm dẫn đến chia tay, chuyện cũng đã qua lâu rồi. 10 năm không liên lạc, lần này gặp lại thì đầy bất ngờ. Mấy ngày hôm trước Sơn nhận được đơn hàng điều tra thông tin về một cô gái điếm tại một con đường ở quận 3, đất Sài Thành. Và người bị điều tra là Đoàn Vân Anh. 10 năm không gặp, anh thì làm thám tử tư nức tiếng nơi này, công danh đủ đầy. Cô thì lại làm gái bán hoa chốn đô thị xô bồ, nếm trải đủ vị đắng của cuộc đời. Số phận thật biết trêu ngươi. Sơn là người trọng tình nghĩa. Anh quyết định từ trong bóng tối bước ra đối diện với Vân Anh.
và đã gửi tặng cô một số tiền lớn đủ để cho cô về quê Lai Châu mà làm lại cuộc đời. Nhớ lại lần gặp mặt hôm đó, Sơn vẫn ngậm ngùi. Cái cảm giác bồi hồi hôm ấy tới nay vẫn còn chưa dứt. Lúc này đối với nghi vấn của Sơn, Vân Anh đã không kìm được nước mắt. Cô bật khóc nức nở. Em thực sự có chuyện muốn nhờ anh. Em muốn về nhà thăm mẹ. Về nhà sao? Em nín khóc đi đã. Có chuyện gì mà em không về được nhà vậy? Anh cứ tưởng là em đã phải về quê từ 3 hôm trước rồi chứ. Dạ, nếu em nghe lời anh thì em về quê được rồi. Sau khi anh đi, tối hôm đó em nhận được một cuộc gọi yêu cầu từ một người lạ. Đối phương nói sẽ đến đón em đi qua đêm. Bởi vì số tiền mà hắn đưa ra quá lớn, Cho nên em đã đồng ý. Rồi đột nhiên Vân Anh hỏi, có phải hôm đó anh gặp em là vì để điều tra thông tin của em, đúng không anh Sơn? Nghe vậy, Sơn nhướng mày. Vân Anh càng nặng giọng hơn, hỏi tiếp, có phải anh lấy thông tin của em để bán cho một thằng tên là Phạm Minh Đức, có đúng không anh Sơn? Lời của Vân Anh khiến Sơn giật bắn mình. Một cảm giác hối hận, tội lỗi dâng lên trong lòng. Sơn cắn răng gật đầu, trả lời chắc nịch. Đúng vậy, làm sao em biết? Có một người đàn ông tên Phạm Minh Đức yêu cầu anh điều tra thông tin của em. Anh ta nói rằng mình có một công ty tiếp thị sản phẩm tạp hóa, muốn tuyển những cô gái ngành, hoàn lương để giúp mà họ có được một công việc ổn định. Điều kiện là phải có gia cảnh khó khăn, không nhiều mối quan hệ xã hội, hoặc là không có thì càng tốt. Anh và gã đã điều tra rất nhiều người. Em là người mới đây nhất, mà em lại rất phù hợp với điều kiện đó. Sau khi giải thích cặn kẽ, Sơn lại khẽ thở dài. Anh xin lỗi, điều tra thông tin của em như vậy là sai. Nhưng anh thấy đối phương có ý tốt nên anh mới đồng ý làm. Chẳng lẽ người gọi em qua nhà phục vụ là anh ta hay sao? Anh đã tìm được 10 người phù hợp điều kiện, có đúng không anh Sơn? Sơn lập tức nhướng mày. Anh bị Vân Anh làm cho ngạc nhiên liên tục, đành phải thừa nhận. Đúng rồi, em là người thứ 10. Vừa nói, Sơn vừa nhìn chính sắp hồ sơ còn lại ở trên bàn được xếp ngay ngắn. Một dự cảm bất an xuất hiện trong lòng vị thám tử. Anh hỏi, sao em biết những điều này? Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Sơn kiên nhẫn chờ đợi. Vân Anh mới trung giọng đáp, bởi vì bọn họ đang nằm kế em đây. Người thì nằm trong túi ni lông, người thì nằm trong tủ lạnh, còn có người thì nằm dưới bồn cầu. Họ đều chết cả rồi. Nghe đến đây, đầu óc của Sơn như bị sét đánh. Anh ngây ra như phỏng, lỗ tai ù đi. Em cũng không về Lai Châu được nữa. Người mà anh nói muốn cho em công việc ổn định, nó đã băm xác của em ra, nó muốn giấu xác em rồi anh ơi. Em đã chết rồi anh Sơn à. Nói những lời cuối cùng, Vân Anh khóc lóc nỉ non. Cảm giác vừa sợ hãi vừa bất lực. Sơn lấy điện thoại ra khỏi lỗ tai, mồ hôi lạnh lăn dài trên trán. Anh cho rằng mình vừa bị cảm xúc lấn át đi lý trí, cho nên bèn hít sâu một hơi để lấy lại điềm tĩnh. Một người chết không thể gọi điện thoại cho anh được, nhưng dự cảm bất an đang đập thình thịch trong lòng ngực người thám tử, nhắc nhở cho Sơn biết rằng một chuyện xấu đang diễn ra. Dù những gì Vân Anh nói là thật hay giả, thì hiện tại cô ấy có vẻ là nạn nhân. Mà lời nạn nhân thì dù đúng dù sai đều là manh mối. Sơn vội vàng lấy giấy viết ra, chuẩn bị ghi lại, thấp giọng trấn an. Không có được đùa đâu nghe Vân Anh. Em chết rồi thì làm sao gọi điện cho anh được.
Nếu em muốn anh giúp gì, em cứ nói ra đi. Tình xưa nghĩa cũ, anh sẽ giúp, chứ đừng có bày trò nữa. Nói đến đây, Sơn chợt nhận ra một vấn đề. Mà sao em biết số điện thoại công việc của anh vậy? Hỏi xong câu này thì Sơn mới vỗ trán mình. Anh đã hỏi một câu vô nghĩa rồi. Số điện thoại văn phòng của Sơn có đầy trên mạng, chỉ cần cô ấy tìm tên hắn là sẽ ra thôi. Nhưng đáp lại câu hỏi của Sơn, Vân Anh trả lời hoàn toàn khác. Em gọi bằng điện thoại của Phạm Minh Đức. Em chỉ bấm bừa một số trên đầu lịch sử cuộc gọi, không ngờ lại gặp được anh. Sơn ngạc nhiên. Tiếc rằng điện thoại bàn thì không hiện số điện thoại của người gọi đến để xác định. Vậy là em đang ở cùng với Phạm Minh Đức sao? Anh ta đã làm gì em? Nó đang bầm xác của em. Vân Anh giận dữ đáp lại. Nó đang bầm xác của em. Nè, em bình tĩnh lại nói chuyện, đừng có giỡn nữa. Nếu mà còn đùa như vậy, anh cúp máy đó. Cúp máy hả? Anh là người tiếp tay cho thằng súc sinh này giết người, mà còn thái độ như vậy sao Sơn? Anh không tin đúng không? Vậy thì anh hãy nhìn đi. Em sẽ cho anh thấy những gì mà em đang thấy. Vân Anh vừa dứt lời, tầm mắt của Sơn bỗng dưng trở nên mơ hồ. Dường như có một màn sương trắng đang lan tỏa khắp văn phòng. Anh giật mình, cứ tưởng mình bị hoa mắt, bèn xoa mặt liên tục. Thế nhưng mà khung cảnh mờ ảo ấy vẫn không thay đổi, ngược lại càng trở nên mơ hồ hơn. Cuối cùng một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của Sơn. Anh thấy như mình vừa bước sang một khoảng không khác. Đợi đến khi tầm nhìn của Sơn rõ ràng trở lại, thì trước mặt anh đã là một khung cảnh hoàn toàn lạ lẫm. Sơn muốn cử động tay chân của mình nhưng vô lực. Anh chỉ có thể di dời đôi mắt để nhìn hoàn cảnh xung quanh. Đây là một căn phòng theo kiểu chung cư với không gian tối đen. Chỉ có đèn trần ở cuối bếp được mở sáng. Sơn vội nhìn về ngoài cửa sổ. Từ nơi này nhìn ra có thể trông thấy ánh đèn chớp tắt của một cái cần cẩu tháp cao. Tiếng dao băm thịt từ dưới bếp vang lên đều đặn, truyền tới đây. Sơn vội vàng nhìn về hướng đó. Chẳng biết từ lúc nào mà ở dưới bếp xuất hiện một người bí ẩn. Gương mặt đối phương tối đen không rõ dung mạo, nhưng nhìn tạng người thì Sơn đoán là đàn ông. Tay kẻ này không ngừng băm chặt. Một đống thịt lớn trộn lẫn với máu tươi được bày hết trên mặt bàn. Sơn tập trung quan sát. Số thịt tươi đó nhuyễn nhừ, ngay cả xương cũng không còn, nên khó mà xác định được là thịt gì. Nhưng đột nhiên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sơn nhìn thấy một bàn tay bị chặt lìa nằm trên bàn. Lúc này Sơn mới tá quả nhận ra đống thịt đó là thịt người. Một cảm giác ớn lạnh ngay lập tức phủ kín lưng của anh chàng thám tử. Bất chợt kẻ đó dừng tay lại, rồi xoay người đi về phía Sơn. Anh căng thẳng nhìn đối phương, cố gắng quan sát dung mạo của kẻ này. Đáng tiếc rằng dưới khung cảnh tối đen ở đây, Sơn không tài nào thấy rõ được gương mặt của hắn ta. Hắn đi một mạch đến chỗ Sơn, rồi đưa hai tay nhấc tầm nhìn của Sơn lên. Đang lúc anh không biết đối phương định làm gì, thì gã nghe được tiếng mở cửa tủ sau lưng mình. Sau đó gã ta nhét tầm nhìn của Sơn vào bên trong, đẩy cửa tủ lại. Trước mắt Sơn liền tối đen như mực. Anh chỉ còn cảm nhận được sự lạnh giá trong cái tủ này. Đang lúc anh hoang mang, thì giọng nói của Vân Anh sụt sùi bên tai. Anh thấy rồi chứ, đống thịt đó là của em đó. Cứu em với anh ơi. Em chỉ muốn được chôn cất đàng hoàng mà thôi. Em muốn đem tiền về cho mẹ ở dưới quê. Mẹ em không biết em làm gái, mẹ em đang chờ em về. Em mệt quá. Nói đến lời cuối cùng, giọng của Vân Anh nhạt nhòa rồi biến mất đi. Sơn hoảng hốt. Anh đang gục mặt trên bàn làm việc thì ngồi phắt dậy, mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Sơn thở hổn hển vì trái tim đập loạn nhịp của mình.
Anh nhìn chiếc điện thoại trước mặt bạn, lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, chỉ thấy thời gian vừa điểm sang 11 giờ khuya. Mình vừa mơ thấy ác mộng sao? Sơn lau mồ hôi trắng, không thể tin được vừa rồi là một giấc mơ, bởi vì nó quá là chân thật đi. Sơn đành cho rằng mình quá lao lực nên sinh ra ảo giác và hoang tưởng. Chỉ có điều còn chưa kịp để Sơn lấy lại tỉnh táo thì điện thoại lại reo. Thanh âm chối tai này làm cho Sơn điếng hồn. Anh căng thẳng liếc nhìn nó. Chiếc điện thoại liên tục reo, tựa như đang hối thúc Sơn bắt máy. Anh rơi vào do dự, nhưng cuối cùng lại cắn răng, quả quyết nhấc điện thoại lên mà nghe. Sơn không tin trên đời này có chuyện ma quỷ như vậy được. Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng nói của một người đàn ông, với chất giọng khàn đặc mà Sơn đã quá quen thuộc. Chào ngài thám tử, là tôi đây, Phạm Minh Đức. Nghe thấy giọng của đối phương, Sơn liền hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút rồi quyết định trả lời theo đúng quy trình. À, thì ra là anh Đức. Khuya như thế này anh còn gọi cho tôi, chắc là anh muốn biết việc điều tra của tôi tiến triển tới đâu rồi có đúng không? Người khôn dễ nói chuyện. Thế nào rồi? Cô gái Lê Kiều Chi đó có ít người quen ở Sài Thành này hay không? Sơn nheo mắt lại, anh nhìn những trang giấy trên mặt bàn. Nếu liên kết chúng lại thì thông tin về một cô gái tuổi mới đôi mươi dần hiện ra. Hóa ra Sơn đang điều tra cô gái điếm tên Lê Kiều Chi. Do Minh Đức yêu cầu gấp rút nên anh đã thức trắng hai đêm liền. Chính vì thế anh mới ngủ thiếp đi trên bàn như lúc nãy. Sơn nhìn tờ giấy ghi thông tin về các mối quan hệ của Lê Kiều Chi. Ngoài hai cô gái điếm khác được coi là bạn đồng nghiệp thì Chi chẳng có người quen nào ở đất Sài Thành này cả. Tôi biết anh thám tử đầy vất vả, tôi sẽ gửi cho anh thêm 5 triệu, tổng là 30 triệu cho thông tin của cô gái này. Thế nào? Sơn mỉm cười. Nếu là trước đây anh đã mừng, bởi số tiền mà đối phương đề nghị rất lớn với anh. Nhưng lúc này trong đầu Sơn đã nảy sinh ra một nghi hoặc, khiến cho số tiền mà Đức vừa nói ra bây giờ không còn làm cho Sơn hứng thú nữa. Phạm Minh Đức bỏ ra một số tiền lớn để điều tra thông tin một người xa lạ, nhằm kéo đối phương về làm việc cho mình. Cả được lợi cái gì từ đây? Đầu năm nay giá vàng mới có 30 triệu đồng một lượng. Ai mà điên khùng bỏ ra một cây vàng chỉ để điều tra thông tin một cô gái điếm chứ? Nếu chỉ để tuyển người làm thì người ta phải làm bao nhiêu năm mới hoàn vốn lại cho Đức? 10 năm hay là 5 năm? Nếu là trước đó thì Sơn sẽ không thắc mắc, có thắc mắc thì cũng sẽ làm ngơ. Nhưng lần này thì lại khác. Người bạn gái cũ của Sơn cũng có mặt trong danh sách khách hàng của Đức. Giấc mơ khi nãy phải chăng là một điềm báo cho một việc chẳng lành? Mục đích thực sự của Phạm Minh Đức này là cái gì? Để tránh cho đối phương đề phòng, Sơn bật cười đáp. Ôi chà, lại được một cây vàng nữa rồi. Cảm ơn anh Đức nhiều nha. Việc điều tra thì rất là thuận lợi nhanh. Lê Kiều Chi ở đất Sài Thành này không có mối quan hệ ngoài xã hội nào, chỉ có hai cô đồng nghiệp chung chỗ làm, nhưng mà họ không có quá quan tâm nhau đâu. Còn người thân thì đều ở dưới quê, đã lâu rồi không có liên lạc. Cô ấy bỏ nhà ra đi từ 4 năm trước rồi. Bỏ nhà ra đi hả? Thế thì càng tốt. Sáng mai tôi sẽ chuyển cho anh phần còn lại. Làm tốt lắm. Anh quá khen. Cái này là nghề của tôi mà. Rồi anh thử dò hỏi. Mà anh Đức ơi, cho thằng em này nhiều chuyện hỏi chút nghe. Tôi thấy anh tốt bụng quá, tạo công ăn việc làm cho chị em hoàn lương. Không biết công ty anh ở đâu vậy? Có rảnh em tới chơi. Đối với câu hỏi của Sơn, Đức liền hừ lạnh, cả bực bội đáp. Ơi, ngài thám tử quên nguyên tắc rồi sao? Tôi đưa anh số tiền lớn chỉ là để anh ngậm miệng rồi làm việc, đừng có hỏi quá nhiều. Nếu như anh còn hỏi nhảm như vậy nữa thì sau này tôi tìm thám tử khác. Có rất nhiều người muốn làm việc này cho tôi đó.
À, anh Đức bớt giận. Em không hỏi nữa, là được cái gì? Anh nên câm họng như vậy hiểu chưa? Vậy được rồi. Nếu có việc cần điều tra nữa, tôi sẽ liên hệ anh. Đức lạnh giọng đáp, rồi thẳng thừng cúp máy đi. Sơn lạnh lùng nhìn cái điện thoại trong tay. Gã lại nhìn hồ sơ của Lê Kiều Chi. Sơn trầm tư một chút, rồi anh lại tìm số điện thoại của Chi, ấn nút gọi. Tiếng tút tút lặp lại bên phía đầu dây. Một lúc sau thì cuộc gọi không được hồi âm. Sơn lại rút hồ sơ của Đoàn Vân Anh ra, bấm số điện thoại của cô ấy rồi chờ đợi. Lại một phòng lập lạnh lẽo, không có ai bắt máy cả. Sơn kiên nhẫn lục tiếp 9 tập hồ sơ còn lại, gọi hết một lượt. Nhưng cuộc gọi của Sơn giống như rơi xuống giếng sâu, không có một ai phản hồi. Trốn đâu hết rồi chứ? Sơn buồn bực cúp máy. Một linh cảm bất an mãnh liệt đang đập mạnh vào trong lòng của người thám tử. Đột nhiên, Sơn nhíu mày nhìn cái điện thoại bàn. Chẳng biết từ lúc nào có một dòng nước đỏ đang chảy ra từ trong nó, làm lấm lem đi các con số. Sơn thử lau chùi rồi đưa lên mũi ngửi thử, thì quả nhiên mùi máu. Sơn chỉ vừa dứt câu thì máu tươi từ trong cái điện thoại bàn liền chảy ra tuôn tuôn, dọa cho anh phải sợ hãi đứng phắt dậy. Đến tận lúc này, Sơn dù không muốn tin cũng bắt buộc phải tin một điều: có thể những cô gái mà gã điều tra đã trở thành nạn nhân của Phạm Minh Đức mất rồi, và họ đang dùng tâm linh để mà báo cho anh. Chuyện này quá khó tin, nhưng nó đang diễn ra rành rành ngay trước mắt. Phạm Minh Đức kêu mình điều tra những cô gái này có mục đích chung là muốn biết họ có cô độc giữa xã hội này hay không. Nếu họ có ít quan hệ thì dù có biến mất cũng không ai quan tâm. Có thể là như vậy. Hắn đang muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ chỉ băm sát nạn nhân ra vậy thôi sao? Sơn thầm suy đoán, rất có thể đối phương là một kẻ biến thái, có tâm lý quái gở, là một ác quỷ đội lốt người, có đam mê giết người phanh xác. Một kẻ như vậy, trong lịch sử phạm tội đã có không ít người. Hoặc là đời thường hơn một chút, là gã ta đang trục lợi từ thi thể của nạn nhân. Dù như thế nào đi nữa thì mình cũng phải tìm Vân Anh và cứu cô ấy ra. Sơn cắn răng tự nhủ, nếu sự thật là những cô gái này đã bị giết chết thì anh cũng là một tội đồ. Anh vì đồng tiền che mờ mắt mà tiếp tay cho một tên sát nhân hàng loạt, anh muốn chuộc tội. Nghĩ là làm, Sơn bật đèn thắp sáng toàn bộ văn phòng của mình để chuẩn bị công tác điều tra. Sơn lấy bộ đồ thám tử mặc vào, chuẩn bị giấy tờ tùy thân, bằng cấp thám tử, đèn pin, la bàn. Anh suy nghĩ một chút, rồi lấy thêm một con dao găm dắt vào thắt lưng. Cuối cùng là sổ tay, viết và một máy ảnh nhỏ bỏ vào trong túi áo. Trước tiên là phải kiểm tra xem những cô gái này còn sống hay là không. Sơn thì thầm, bây giờ là nửa đêm, nhiều khả năng những cô gái bán hoa này đang trong giờ làm việc, vậy nên chuyện họ không bắt máy là điều có thể hiểu được. Chuẩn bị xong tất cả, Sơn rời khỏi văn phòng thám tử trên chiếc xe ô tô cũ kỹ. Anh không hề biết rằng chiếc điện thoại bàn vẫn không ngừng chảy máu đỏ ra, nó nhiều đến mức tràn xuống luôn cả sàn. Rất nhanh, chiếc ô tô dấn thân vào màn đêm của Sài Thành hoa lệ. Được ánh đèn đường dẫn lối, hai bên lề có đầy cửa hiệu hàng quán đủ màu sắc vẫn còn hoạt động. Khoảng chừng 30 phút sau, Sơn có mặt tại con đường cần đến. Mặc dù bây giờ là nửa đêm, nhưng Sài Thành vẫn đất chật người đông, nửa đêm không ngủ. Dòng xe vẫn xô bồ trên đường, cả con phố bán hoa tấp nập người qua kẻ lại. Ở cung đường này, những cô gái ngành đứng đầy hai bên lề, tụm năm tụm ba nói chuyện, oanh oanh yến yến. Có người thì đứng lẻ loi mời gọi khách. Bọn họ già trẻ có đủ,
Có cô thì sắc nước hương trời, có cô thì đã quá tuổi 40. Khách làng chơi cứ thế ghé lại, họ lựa chọn cái giá thích hợp rồi kéo nhau lên xe chạy đi tìm khách sạn. Sơn tìm tới nơi đứng thường ngày của Lê Kiều Chi, phát hiện ra cô ấy không có mặt tại đây. Sơn nhíu mày bước xuống xe, gã tiếp cận một cô gái có diện mạo dễ nhìn gần đó. Cô gái này có thể xem là đồng nghiệp của Chi. Thấy Sơn tiếp cận mình, cô gái mắt sáng lên, tưởng rằng khách sộp đi ô tô tới. Cô bèn niềm nở lên mời chào. Anh đẹp trai tìm đào hả anh? Em nè, mới 25 tuổi, tàu nhanh thì 500, qua đêm thì 1.2 triệu. Tận tâm nhiệt tình như người yêu luôn đó anh. Sơn mỉm cười, lấy tờ 200 ra cho cô, rồi nhỏ giọng hỏi. Kiều Chi hôm nay có đi làm không em? À thì anh ra anh tìm con Chi hả? Trời ơi, yêu anh thiệt luôn á. Hỏi thăm thôi mà cho người ta 200 luôn. Cô gái cười tít mắt, nhận lấy tờ tiền rồi đáp. Dạ Kiều Chi hồi chiều có khách đón rồi anh, tới bây giờ vẫn chưa trở lại, chắc qua đêm luôn rồi. Sao anh? Kiều Chi không có, thì ăn tạm em được không? Cái gì em cũng có nè. Vừa nói cô gái vừa nâng ngực hãy mông lên cho Sơn xem. Anh lắc đầu tiếp tục hỏi. Ai đón chị em có biết hay không? Lúc mấy giờ? Đi xe gì? Hướng nào? Cái này thì em không biết anh ơi. Khách của tụi em toàn là người qua đường, làm gì nhớ mặt nổi. Cô gái lắc đầu, ngẫm nghĩ chốc lát rồi bổ sung. Họ đi tầm khoảng 5 giờ chiều. Người đó đi xe máy cũ hả nè, biển số Sài Gòn. Còn hướng nào thì em thua, hướng nào cũng vô khách sạn cả mà. Nói tới đây, cô gái nheo mắt lại, dè chừng hỏi. Anh hỏi kỹ vậy, đừng nói anh là bạn trai của Chi nha. Định mò tới khách sạn đánh người ta hay gì? À không, anh chỉ hỏi thăm vậy thôi. Cảm ơn em. Sơn nhoẻn miệng trả lời qua loa rồi trở về xe. Anh lấy giấy viết ra ghi chú những thông tin vừa thu thập được ngay lập tức. Kiều Chi biến mất 5 giờ chiều, xe bản số Sài Gòn. Viết xong, Sơn khởi động máy chạy đi tìm Đoàn Vân Anh. Vị trí hai người này cách khá xa nhau. Khi Sơn tìm tới nơi của Vân Anh thì đồng hồ đã điểm qua 0 giờ 30 phút. Lúc này nhiệt độ hạ thấp, không khí se lạnh. Nơi Vân Anh đứng là một cung đường hoa phượng vĩ, mà thời gian này vừa đúng dịp mùa hoa nở rộ. Cả con đường dài được phủ đầy sắc đỏ. Giờ khắc này, đèn đường đã làm nhòa đi màu hoa ấy, đổi lại một khung cảnh mộng mơ với biết bao nhiêu ký ức tuổi học trò. Trùng hợp thay, 10 năm trước Sơn và Vân Anh quen biết nhau dưới gốc cây phượng vĩ. Ngày chia tay nhau cũng là lúc hoa phượng tàn. Và 10 năm sau gặp lại cũng dưới tán cây phượng đỏ này. Nhưng bây giờ cảnh còn người mất. Sơn hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm can của mình. Anh lại tìm tới một cô gái ngành gần đó. Đối phương là bạn đồng nghiệp của Vân Anh. Vừa mới tiếp cận cô gái, Sơn liền hỏi. Mấy nay Vân Anh có đi làm không em? Ủa, anh tìm Vân Anh hả? Vân Anh mấy nay không có đi làm, nghe nói nó về quê rồi anh ơi. Thì lần cuối gặp Vân Anh là khi nào, em nhớ hay không? Hình như 3 ngày trước á. Nó điện báo cho em là nó giải nghệ về quê, xong lại em không thấy nó nữa tới nay luôn. Nghe vậy cũng mừng cho nó. Cô gái ngậm ngùi rồi lại niềm nở nói tiếp. Vân Anh giải nghệ rồi, em thay thế nó được không anh? Giá chung thôi à, qua đêm 1.2 triệu. Sơn lắc đầu, lại cho cô 200 rồi quay trở về dưới ánh mắt cảm kích của cô. Vân Anh biến mất 3 hôm trước. Sơn ghi chú, ánh mắt thoáng ngưng trọng. Đến lúc này thì 2 trong số 10 cô gái đã biến mất. Đúng như Sơn dự đoán, ít quan hệ xã hội thì một khi họ biến mất cũng không ai để tâm. Nhưng để chắc chắn hơn, Sơn lại tìm tới cô gái thứ 3. Và rồi kết quả cũng như Vân Anh, cô gái đã biến mất từ hơn 2 tuần trước, thời điểm mà Sơn điều tra thông tin của cô ấy xong
và báo cáo cho Phạm Minh Đức. Đối phương đã biến mất từ lúc đó. Rốt cuộc mày đang làm cái chuyện quái gì vậy Minh Đức? Sơn lạnh giọng lẩm bẩm. Anh quyết định bắt đầu bước tiếp theo. Nếu đã xác minh được 10 nạn nhân biến mất, thì lúc này Sơn cần tìm tới vị trí của Phạm Minh Đức và điều tra hành vi tội ác của hắn. Là thiện hay ác, chỉ cần nhìn thấy tận mắt là biết thôi. Chỉ có điều, kể từ khi Sơn và Đức làm việc với nhau, thì cả hai chỉ nói chuyện qua điện thoại. Ngay cả mặt hắn ta Sơn còn chưa biết thì nói gì tới nơi ở của hắn. Minh Đức đã yêu cầu Sơn không được hỏi chuyện ngoài lề. Việc này khiến cho Sơn bây giờ mù tịt, không biết đối phương đang ở đâu mà lần. Tất cả những gì Sơn biết về Minh Đức chỉ là số điện thoại của hắn ta. Anh nhếch mép cười. Có lẽ hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn ta không tiết lộ nơi ở cũng như hành vi của mình thì sẽ không ai biết được hắn đang làm gì và ở đâu. Thế nhưng gã ta xem thường Hồ Trung Sơn này rồi. Sơn chỉ cần một số điện thoại, như vậy là quá đủ. Đúng lúc này, cái bụng rỗng tuếch của Sơn kêu vang. Anh khó chịu xoa nó. Sơn thử nhìn xung quanh, mắt thấy xe bánh mì bò lụi nghi ngút khói ở gần đó. Sơn quyết định tiến tới mua một ổ. Cả ngày hôm nay không có gì trong bụng rồi, anh không thể mang cái cơ thể kiệt quệ này mà đi phá án được. Cho bánh mì hai xiên bò bác ơi, tranh thủ nhanh nhanh giúp con nha. Nghe Sơn hối thúc, bác bán bánh mì tay thoăn thoắt, miệng niềm nở. Con ngài. Nhận ổ bánh mì nóng hổi thơm phức, Sơn ăn vội vàng như chết đói. Bất chợt dưới chân có một thứ gì đó cựa quậy. Anh nhìn xuống thì thấy một con chó đen lông xù đang dùng ánh mắt đáng thương nhìn mình. Sơn mỉm cười. Mày biết xin ăn luôn đó hả? Khôn ghê đó. Chú chó sủa lại một tiếng như thể đáp lời. Sơn thích thú. Cả nhìn ổ bánh mì còn lại phân nửa trong tay, lắc đầu rồi ném cho nó. Chú chó đen vội vàng táp lấy và nhai ngấu nghiến. Sơn trở về quê, cả không có nhiều thời gian để phí phạm. Chú chó đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn theo Sơn. Nó ngoạm lấy ổ bánh mì rồi lẻo đẻo chạy theo phía sau. Lúc Sơn ngồi vào ghế lái, vừa định khép cửa lại thì thấy chú chó đang ngồi ở phía dưới, dùng cái đầu lúc lắc mà nhìn mình. Ê, mày muốn đi theo tao hả? Chú chó lại sủa lên giòn tan. Sơn thử ra lệnh. Lên xe. Bất ngờ thay, chú chó vậy mà lại nghe, liền nhanh nhẩu phóng lên người Sơn. Anh ngạc nhiên rồi bật cười, bế nó qua ghế phụ. Vậy từ đây về sau á, tao kêu mày là Đen ha. Đen sủa lại, cái đuôi xoay tròn thích thú. Sơn mỉm cười, gã nhấn ga, tức tốc chạy về văn phòng thám tử của mình. Đến khi Sơn về tới nơi thì đồng hồ đã điểm qua 1 giờ sáng. Sơn cảm giác như mình đang chạy đua với thời gian. Bởi vì Lê Kiều Chi vừa biến mất lúc chiều thì rất có thể cô ấy đang ở với Phạm Minh Đức. Chưa rõ tình huống hiện tại cô ấy sống chết ra sao, nên hắn cần phải tranh thủ từng phút từng giây để tiếp cận Kiều Chi. Nếu mọi chuyện đúng như những gì Sơn suy đoán thì Phạm Minh Đức bắt Lê Kiều Chi lúc chiều, và mới khi nãy hắn ta gọi cho Sơn là để xác minh tình huống của Chi. Khi biết được thông tin Chi không có người thân quan tâm thì nhiều khả năng gã đã xuống tay rồi. Sơn phải nhanh hơn nữa. Tiến tới bàn làm việc, Sơn ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cái vũng nước đỏ chảy ra từ chiếc điện thoại bàn, rơi xuống sàn thành một vũng lớn. Lần này thì mùi máu tanh đã ngập tràn trong không khí. Muốn nói nó là nước rỉ sét thì là quá tự lừa mình rồi. Giờ đây Sơn cảm thấy lạnh hết cả người, da gà nổi khắp châu thân. Lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một hiện tượng tâm linh đang diễn ra trước mắt mình như vậy. Dường như những nạn nhân đang dùng máu của họ để mà thôi thúc Sơn. Anh hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, lau sạch vũng máu đi, rồi cất điện thoại bàn sang một bên. Sau đó vội vàng lấy ra một đống máy móc kỳ lạ, có máy tính, có anten dò sóng, lại thêm một bộ đàm. Đen ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn Sơn, đôi mắt to tròn của nó khó hiểu nhìn những dụng cụ trên bàn. Sơn kết nối dây điện thoại lại với nhau,
cuối cùng tạo thành một mái dò sóng SIM chuyên nghiệp. Tất cả những gì Sơn biết về Phạm Minh Đức chỉ có số liên lạc này. Nhưng chỉ cần có nó thì Sơn có thể định vị được đối phương thông qua GPS. Đây là hệ thống định vị toàn cầu của Mỹ phát triển và vận hành. Tuy nhiên, Sơn phải nghĩ tới khả năng đối phương không mở vị trí trên điện thoại. Như vậy thì GPS cũng trở nên vô dụng. Mà Sơn chỉ có thể gọi cho Phạm Minh Đức một lần. Nếu gọi nhiều lần sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ, cắt đứt liên lạc đi. Thế nên Sơn quyết định dùng hệ thống định vị mà tìm sóng SIM điện thoại. Với phương pháp này thì dù đối phương có tắt vị trí điện thoại, Sơn vẫn có thể đại khái biết được vị trí tương đối của Đức. Tuy việc định vị sóng SIM này sẽ không được chuẩn xác, chỉ có thể xác nhận được vị trí đối phương ở trong bán kính 2 cây số gần đó. Nhưng anh quyết định thử, biết đâu lại có sự hiệu quả thì sao. Chuẩn bị xong tất cả, Sơn liền lấy số điện thoại của Minh Đức ra và bắt đầu gọi điện. Tiếng chuông điện thoại kêu mãi không ngừng. Sơn lẩm bẩm trong hồi hộp. Bắt máy đi chứ. Đáp lại mong chờ của Sơn, đầu dây bên kia im lặng một hồi, cuối cùng bắt máy. Phạm Minh Đức khó chịu lên tiếng. Có chuyện gì vậy thám tử? Nửa đêm rồi còn làm phiền tôi sao? Sơn vội mừng. Anh đeo tai nghe lên, dùng bộ đàm nói chuyện với Đức. Tay thì không ngừng bấm máy vi tính. Xin lỗi anh Đức, chuyện gấp quá tôi phải gọi anh ngay trong đêm. Có chuyện gì nói nhanh đi. Chuyện gì cô Lê Kiều Chi đó? Sơn đáp xong, gã ngập ngừng, giả bộ lật mớ giấy tờ trên bàn cho nó phát ra tiếng sột soạt, ngụy tạo là mình đang tìm kiếm, rồi rất lâu sau mới nói tiếp. Việc điều tra có chút sai sót. Có vẻ như cô Kiều Chi này có khá nhiều mối quan hệ ở Sài Thành. Nhiều sao? Ừ, cả gia đình đang đi tìm cô ấy đó. Sơn thử thăm dò. Đức liền tức giận mắng. Con mẹ nó, mày đúng là vô dụng đó thằng thám tử kìa. Cả gia đình nó ở Sài Gòn mà mày dám bảo nó bỏ nhà đi mấy năm trời hả? Mày xạo chó với tao sao? Điều tra một con điếm cũng không xong, mày có xứng đáng nhận tiền của tao hay không? Từ bây giờ một đồng tao cũng không cho mày. Đúng là thằng phế vật mà. Lúc này trên máy tính của Sơn đang dần hiện ra một dãy số: 10, 45, 25, N. Thế vậy Sơn mới mỉm cười trấn an. Bình tĩnh ra anh Đức, chẳng phải chỉ là người nhà đi tìm thôi sao? Anh bảo cô ấy về nhà báo một tiếng là được chứ gì. Muộn rồi, từ nay về sau mày không cần làm việc cho tao nữa. Cút! Mắt thấy Đức định cướp máy, Sơn vội hô to. Em khoan đã anh, người nhà của Lê Kiều Chi chỉ có 2 người, là mẹ với em gái thôi, rất dễ đối phó đó. Mày không cần nhiều lời nữa, tao đã quyết định rồi. Còn nữa, nếu tao nghe mẹ với em gái nó tới tìm tao thì mày cẩn thận cái mạng của mày đó. Đức vừa dứt lời, những con số cuối cùng cũng hiện ra trên máy tính của Sơn. Nương theo đó, một vòng tròn lớn lập tức xuất hiện trên bản đồ. Nó đã khoanh tròn được vị trí của Đức ở gần đó. Thế vậy, Trung Sơn nhếch môi cười, cả thẳng thần đáp. Tao nghĩ người nên cẩn thận là mày đó Đức. Tao đã làm tin mày. Mày đang làm gì những cô gái đó vậy? Xem ra mày cũng khôn đó, thính như chó hả? Nhưng mày không nên tò mò đâu, thằng thám tử à. Tò mò hại chết mèo con đó. Đức cúp máy, Sơn tháo tai nghe xuống. Ánh mắt cả lạnh nhạt nhìn màn hình máy tính. Phường 12, quận 5. Sơn lẩm nhẩm vị trí trên bản đồ. Không nói nhiều, anh tức tốc mặc áo khoác vào, rồi cùng Đen lên xe rời khỏi văn phòng thám tử, bắt đầu cuộc lùng sục Phạm Minh Đức. Thời gian rất nhanh điểm qua 2 giờ sáng, đường phố lúc này vắng tanh, chỉ còn lại những chiếc xe hủ tiếu gõ nghi ngút khói. Dân lao động ngồi ăn lẻ tẻ hai bên đường. Không lâu sau đó,
Sơn có mặt tại quận 5 của Sài Gòn. Tuy gã đã có địa điểm cụ thể của Minh Đức, nhưng với bán kính 2 cây số thì rất khó để tìm được vị trí chính xác của đối phương. Sơn dừng xe bên đường rồi vạch bản đồ ra xem. Có lẽ tên kia nghĩ rằng hắn đã che giấu nơi ẩn náu của mình không có kẻ hở. Nhưng gã ta sẽ không thể ngờ được rằng Sơn được một nạn nhân báo mộng. Sơn cố nhớ lại hình ảnh của Đoàn Vân Anh cho mình thấy ban nãy. Căn phòng mà Minh Đức ở có phong cách của nhà chung cư. Từ cửa sổ nhìn ra còn thấy một cái cần cẩu tháp đang lấp lánh ánh đèn. Mà cần cẩu tháp chỉ đặt ở nơi xây nhà cao tầng mà thôi. Nơi xây nhà cao tầng sao? Sơn lẩm bẩm. Anh lập tức nhấn ga đi tìm tòa nhà cao tầng đang xây dở gần đây. Bán kính 2 cây số nói rộng cũng không rộng, nói hẹp cũng không hẹp. Nhưng để tìm một tòa nhà cao tầng thì khá là dễ. Đất Sài Thành vốn dĩ nhà lầu nhiều hơn nhà trệt. Ngước nhìn lên trên sẽ rất dễ thấy thôi. Và rất nhanh, Sơn đã tìm thấy một tòa nhà cao tầng đang xây dựng. Thời điểm này tòa nhà đang nằm trong bóng tối. Từ dưới đường nhìn lên, có thể trông thấy bóng đèn nhấp nháy của cái cần cẩu tháp. Chính là mày. Sơn gật đầu. Anh tiếp tục gợi nhớ lại giấc mơ ban nãy. Dưới góc nhìn của Vân Anh, khi nhìn ra cửa sổ, thì bóng đèn cần cẩu nằm ngang ngửa với căn phòng của cô. Thế nên nếu xét theo độ cao của bóng đèn cần cẩu tháp này, thì nơi ở của Minh Đức cũng tương đương với tầng 8 của một chung cư gần đó. Sơn liền bước ra khỏi xe để dễ tìm kiếm. Gã đi quanh một vòng tòa nhà đang xây. Cuối cùng dừng bước lại khi trông thấy một tổ hợp 3 căn chung cư ở nơi xa. Dựa theo góc độ từ 3 căn chung cư đó nhìn về phía tòa nhà này, khả năng cao thì một trong số chúng chính là nơi ở của Phạm Minh Đức. Sơn mừng thầm. Anh lập tức lên xe chạy tới 3 tòa chung cư đó. Ngay khi đến gần, Sơn liền ngạc nhiên bởi vẻ bề ngoài cũ kỹ của chúng. Trong chúng không khác gì những tòa nhà bỏ hoang. Bên trên tầng cao không có một ánh đèn. Chung cư này sao? Sơn nhíu mày. Nếu không phải phòng bảo vệ dưới tòa chung cư đang sáng đèn, anh còn nghĩ nơi này thật sự bỏ hoang rồi. Sơn bước xuống xe. Gã đứng trước tòa chung cư để nhìn về hướng tòa nhà cao tầng đang xây đằng kia. Dựa theo hướng cửa sổ, kết hợp với những ánh đèn cần cẩu tháp, thì cuối cùng Sơn đoán rằng tầng 8 của tòa chung cư ở giữa khả năng cao là nơi ở của Phạm Minh Đức. Suy đoán tới đây, Sơn quyết định tiếp cận tòa chung cư ở giữa. Vừa tiến lại gần, Sơn liền bị cuộc cãi vã ở phòng bảo vệ thu hút sự chú ý. Ở đó có một ông già ăn mặc rách rưới đang gần cổ cãi nhau với bác bảo vệ. Ông bảo vệ tuổi tầm 50 liền phiền muộn quát: "Trời ơi là trời, ông Nam ơi ông Nam, ông cho tôi ngủ yên một bữa được không ông nội? Sao mà đêm hôm nào ông cũng phiền tôi hết trơn vậy trời?" "Nè, ngủ con mẹ gì, tao kêu mày đi cứu người mày không nghe tao, để một hồi nữa là có người chết rồi đó." "Ai chết? Nguyên cái chung cư có mười mấy người, ai giết ai mà chết chứ? Tôi là tôi thấy ông lú lẫn lắm rồi đó nghe ông Nam. Ông về ngủ giùm tôi đi." Ông Nam giật giật ria mép, giận dữ mắng: "Mày mới là lú lẫn đó. Mở cửa cho tao cứu người, trễ chút nữa là có người chết. Nhanh lên." "Ê, trời ơi, bữa nào ông cũng đòi đi cứu người, tôi lại ông luôn đó. Cái chung cư này người ta đồn là có ma chưa đủ sợ hả? Bữa nay là đồn thêm có người chết." Rồi ông bảo vệ trừng mắt khô: "Ông có tin tôi khâu cái mỏ của ông lại không? Mày!" Ông Nam phùng mang trợn mắt. Ông chỉ vô mặt ông bảo vệ mà mắng: "Mày không tin lời tao phải không? Tòa nhà này có rất nhiều con quỷ trú ngụ. Mày không tin tao đó thì có ngày mày bị quật chết đó mày nghe chưa?" "Rồi rồi rồi rồi, tôi tin ông được chưa? Mà quản lý tòa nhà này đó, không có cho mấy cái người điên điên khùng khùng như ông vô trong thì tôi làm có được cái gì? Tôi còn phải lo chén cơm cho tôi nữa mày." Mắt thấy hai người bọn họ còn định cãi nhau, Sơn lắc đầu bước tới.
Anh không có nhiều thời gian chờ đợi. Dạ, chào bác bảo vệ. Con có việc muốn vô trong chung cư. Ờ, cậu là dân chung cư này hả? Sao nhìn cậu lạ quá vậy? Dạ không, con là khách tới đây để khảo sát nhà. Ờ, được thì con thuê. Coi nhà hả? Giờ này khuya lơ khuya lắc mà coi nhà gì? Sao không đợi tới sáng hẳn tới? Quản lý chung cư ngủ mất rồi. Ông Nam cũng nhíu mày nhắc nhở. Nè cậu trai trẻ, tòa nhà này quỷ khí nặng nề. Giờ này mà vô trong chỉ có chết thôi. Sáng mai quay lại đi. Trời ơi, tôi lại ông nội. Người ta mới tới mà ông la quỷ khí cái gì? Tính đuổi khách à? Thì có quỷ tao kêu có quỷ. Mày mới là hại người ta đó. Sơn lắc đầu khuyên ngăn. Thôi hai bác đừng cãi nhau nữa. Sáng mai con không có tiền quay lại, cho nên là con đi giờ này luôn. Có ma có quỷ gì con không có sợ. Chỉ cần cho con vô trong là được rồi. Ông bảo vệ lắc đầu khó hiểu, chẹp miệng nói. Trời ơi, ở đâu ra thanh niên kỳ lạ vậy? Khuya vậy mà đi xem nhà. Vậy thôi tôi không cản cậu làm cái gì. Xuất trình giấy tờ đây cho tôi. Nghe vậy, Sơn lấy giấy tờ tùy thân đưa cho bác bảo vệ. Ông ta xem qua một chút rồi cất vào trong hộc tủ. Sau đó điều khiển thanh chắn hàng rào dỡ lên để cho Sơn bước qua. Ông Nam thấy vậy bèn tranh thủ phóng vô. Chỉ là vừa mới phi được qua nửa bước, liền bị bác bảo vệ tóm cổ lại đẩy ra ngoài. Cho tao vô bắt quỷ! Ông Nam không cam tâm mà hét to. Bác bảo vệ lắc đầu ngao ngán. Bất ngờ sắc mặt của ông nghiêm túc lại, nhỏ giọng mà nhắc nhở. Cậu Trung Sơn đúng không? Tuy ông già này có hơi khùng khùng, mà có thờ có thiên, có kiên có lành nha cậu. Tòa chung cư này cũng nổi tiếng bị quỷ ám đó. Bây giờ cậu tới giờ có chút không tốt đó nghe. Ông ngưng lại, ngẫm nghĩ cái gì đó rồi nói tiếp. Tòa nhà này bây giờ chỉ còn vài hộ gia đình sống lác đác ở mấy cái tầng dưới. Hồi xưa ở đây náo nhiệt lắm, nhưng mà có nhiều chuyện quỷ quái nó xảy ra. Người ta sợ quá dọn đi hết rồi. Thấy cậu mặt mày sáng sủa nên tôi mới nhắc nhở. Tuyệt đối đừng có lên mấy cái tầng cao, đặc biệt là từ tầng 5 trở lên. Ở đây có mấy cái nguyên tắc nó lạ lắm. Đầu tiên là phải đốt giấy tiền vàng mã khi đêm xuống. Thứ hai là khi đi trên hành lang, cậu gặp phải cái thứ gì quái dị đó hả, thì nhất định phải nép sát vô vách tường, nhường đường cho người ta đi. Và đặc biệt nhất là không được xả nước ban đêm. Xả nước lúc khuya như thế này chỉ có máu chảy ra thôi. Hai, máu chảy ra từ đường ống nước hả bác? Đúng là vậy đó. Quản lý chung cư đã nhiều lần cử chuyên viên điều tra tới. Họ cho là nguồn nước bị ô nhiễm, bị nhiễm chì đó, nên mới thay đường ống mấy lần rồi. Nhưng mà tôi chắc chắn với cậu, cái chỗ nước đó là máu, nó tanh dữ lắm. Nói thiệt cậu đi chỗ khác thuê đi, chỗ này nó không có được sạch sẽ đâu. Nghe hết những lời này, Sơn rơi vào trầm tư. Những chuyện quái dị bắt đầu xảy ra rồi. Sơn dò hỏi. Tầng 8 của tòa chung cư này có người ở không bác? Tầng 8 hả? Ông bảo vệ giật mình. Lão cùng với ông già Nam đồng loạt nhìn chằm chằm vào Sơn. Ông bảo vệ nuốt nước bọt, thái độ gượng gạo như đang sợ hãi thứ gì đó. Ông khó khăn nói. Nói thật với cậu thì từ khi tôi vô làm cái chỗ này, tôi chỉ lên tầng 8 hai lần, còn lại là không có dám lên nữa. Lần đầu tôi lên kiểm tra phòng ốc, lần thứ hai để kiểm tra đường điện, vì trên đó cúp điện rồi. Lần thứ hai tôi lên là lúc đó trời tối muộn. Trong cái bóng tối và tôi thấy có một bóng người không đầu. Tôi sợ mình qua mắt cho nên đâu có dám kể với ai. Nhưng mà nếu cậu hỏi thì ở trên tầng 8 có một vị khách lạ. Một người mà thuê hai căn,
Lâu lắm rồi không thấy người đó rời khỏi chung cư. Sơn lấy giấy bút ra ghi lại lời nói của bác bảo vệ. Đây là thói quen của anh. Vậy là tầng 8 đang có một người ở sao? Có thể là hai. Tôi cũng không rành nữa. Ban quản lý không còn để tâm tới nơi này vì nó không có giá trị kinh tế nữa. Cho nên tôi chỉ biết phụ trách bảo vệ thôi. Còn lại cũng không rõ lắm. Dạ cảm ơn bác. Vậy con đi lên đây. Đà, cẩn thận đó nha. Rồi ông bảo vệ bất chợt khô lên. Ê nè khoan. Vừa nói, ông vừa chỉ vào con đen. Chó này của cậu hả? Dạ. Chung cư không có cấm nuôi chó, nhưng mà đừng có để nó ị lung tung nha. Dù không có ai la, nhưng tôi dặn trước vậy cho chắc. Dạ con biết rồi. Đen à, cảm ơn bác một tiếng đi. Đen lập tức hướng về phía bác bảo vệ, sủa lên mấy tiếng dõng dạc. Ôi trời ơi, con này khôn dữ à. Sơn gật đầu đồng ý, rồi quay người rời đi. Tuy nhiên gã mới đi được mấy bước, ông lão Nam đột nhiên nhảy qua hàng rào, chụp lấy cánh tay của hắn. Sơn nhướng mày nhìn lão ta. Ông bảo vệ tức giận hỏi: Cái gì nữa vậy cha nội? Ông Nam lần này không cự cãi gì với ông bảo vệ, mà nghiêm túc nhìn Sơn. Lão bỗng rút trong ngực ra một con dao có hình dáng kỳ lạ. Toàn bộ con dao được làm bằng đồng, cán dao có gương mặt hung tợn của một vị Phật. Lưỡi dao có bốn cạnh chụm lại với nhau, tạo thành một mũi nhọn. Đây là dao Phổ Bà đó. Là pháp khí mật tông, Phật khí. Thứ này có thể trấn yểm ma quỷ. Chỉ cần cậu tìm được nguồn gốc của con quỷ đó, rồi dùng di vật của nó lao lên lưỡi dao, thì cậu đâm một nhát vô người là có thể phong ấn nó lại ngay. Giữ kỹ, nó là bảo vật của ta đó. Sơn ngưng trọng nhìn ông già, lại nhìn thanh dao Phổ Ba trong tay mình. Anh quyết định nhét nó vào túi áo khoác. Dù không biết có ma quỷ thật hay không, nhưng chí ít con dao này giúp anh phòng thân. Còn đây là pháp chú khi phong ấn ma quỷ. Nghe cho kỹ nè. Nam Mô Bồ Tát Kim Cương Tát Quả. Hãy niệm thật to khi thực hiện phong ấn. Nếu không có pháp chú thì dao Phổ Ba cũng vô dụng. Sơn nghiêm túc gật đầu, khó hiểu nhìn ông. Nếu có ma quỷ, sao ông không tự lên làm? Nhìn ông chắc là thầy pháp hả? Lão già này đúng là thầy pháp. Nhưng mà cậu thấy đó, duyên số cả. Thằng cha bảo vệ này nhất quyết không cho ta lên bắt quỷ, và cậu thì trùng hợp tới đây vào giờ này. Tất cả là ý trời. Mà ý trời thì không thể cãi. Hơn nữa, lão chần chờ một giây rồi nói tiếp. Nói thẳng với cậu, trên đó quỷ nhiều lắm. Một mình lão lên rất dễ bỏ mạng. Bây giờ có cậu đi chết thay thì ta làm cái gì nữa chứ. Ây, nó cũng là cái duyên số thôi. Thôi thì lão xin chúc cậu thượng lộ bình an. Một lát nữa nếu mà cậu cảm thấy sợ hãi thì tìm chỗ trốn đi. Đợi tới sáng thằng cha bảo vệ này gọi người lên cứu cậu. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn hai bác. Ông bảo vệ và lão Nam nhìn theo bóng lưng của Sơn cho tới khi khuất lối. Lão Nam thở dài. Lại một người nữa đi vô chỗ chết rồi. Ông bảo vệ lắc đầu ngao ngán. Thì không hiểu nổi đó. Ở đâu ra cậu trai trẻ này? Bộ cậu chưa nghe qua cái chung cư quỷ ám này sao? Cái thằng quản lý còn sợ bỏ trốn. Ôi, chẳng biết người trẻ bây giờ nghĩ cái gì nữa. Ông lo lắng nhìn sang lão Nam rồi hỏi. Ông có chắc là ngay cả ông cũng không phá được cái ổ quỷ trên đó hay không? Lão Nam nghiêm nghị gật đầu. Lão ngẩng đầu nhìn tòa chung cư cao chót vót đang chìm trong bóng đêm, rồi thở dài. Hôm nay vừa qua tháng 7,
âm khí thịnh vượng, lũ quỷ trên đó nhất định sẽ lộng hành. Chỉ cần sơ hở là có quỷ nhập tràn ngay, nguy hiểm khôn cùng đó. Đúng là duyên số mà. Mong chàng trai đó có thể phá được cái thế cục rối rắm này. Chứ, sợ chết nói mẹ sợ chết đi. Mày đặt duyên duyên số số. Mày kể cha tao. Sơn chậm rãi bước vào chung cư. Anh giật mình khi trông thấy bên trong tòa nhà này còn hoang tàn cũ kỹ hơn vẻ bề ngoài của nó. Cả hành lang phủ một gam màu tối tăm, chỉ có một ít đèn trần nhỏ đang bật. Nhưng thứ ánh sáng yếu ớt của nó khiến cho đoạn hành lang càng trở nên u ám. Mắt thấy thang máy ở cuối con đường, Sơn liền cất bước về hướng đó. Vừa đi anh vừa chú ý tới vô số tàn tro tiền vàng mã ở trước cửa những căn phòng đóng kín. Hơn nữa, bên ngoài những căn phòng này dán đầy bùa chú, bát quái trấn sát đồ. Có vẻ như lời đồn quỷ ám đang dọa sợ những hộ dân nơi đây. Sơn không mấy để tâm, anh bước chân vào thang máy, ấn nút đóng cửa rồi chọn tầng 8. Bất chợt đèn thang máy chợt tắt rồi vụt sáng trở lại. Nương theo đó, có một đôi chân trắng muốt xuất hiện phía sau lưng Sơn. Phản chiếu trong gương thang máy là bóng lưng của một người phụ nữ. Chỉ nhìn được phần vai lấm lem máu của cô ta, tựa như ả đang nép sát vào người Sơn vậy. Con đen đột nhiên ngoảnh mặt lại ở phía sau mà sủa vang. Thái độ hung tợn của nó khiến cho Sơn ngạc nhiên. Anh nhíu mày, vội vàng nhìn lại phía sau. Anh bị cảm giác lạnh lẽo sau lưng thu hút. Thế nhưng trong thang máy này, vốn dĩ chỉ có mình anh mà thôi. Nè, đây có số 7. Sơn la rầy con đen. Anh nghĩ nó nhìn thấy bản thân trong tấm gương phản chiếu cho nên bị hoảng. Lúc này con đen đột nhiên xoay vòng nhìn khắp. Có vẻ như nó đang tìm kiếm thứ gì đó vừa biến mất đi. Sơn mặc kệ nó. Anh tập trung nhìn về phía trước. Chỉ thấy thang máy đang nhảy số leo lên. Tầng 6, tầng 7, rồi tầng 8. Tiếng thang máy lạch cạch chậm rãi mở ra. Đập vào mắt Sơn là một khoảng không tối đen như mực. Chỉ có duy nhất ánh đèn từ trong thang máy trội ra ngoài. Cả tầng 8 rộng lớn bị bóng tối nhấn chìm. Sơn nuốt nước bọt. Anh lấy đèn pin ra bật lên. Ánh đèn yếu ớt của nó giúp cho Sơn nhìn thấy đoạn hành lang bẩn thỉu bên ngoài. Anh cả gan bước chân ra khỏi thang máy. Con đen nhảy chân sáo đi theo. Cửa thang máy đóng lại, lấy đi chút ánh sáng cuối cùng của tầng 8. Sơn nhất thời bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ có thể căng mắt nhìn về phía trước bằng chiếc đèn pin mờ ảo của mình. Tòa chung cư này có quy mô rất lớn. Mỗi tầng đều có nhiều ngã rẽ. Mỗi ngã lại có hơn 10 gian phòng. Nếu không xem bản hướng dẫn số phòng dán trên tường thì không biết đâu mà lần. Xem ra nếu đúng là thợ hoàng kim của nó thì nơi này chắc hẳn rất trang hoàng náo nhiệt. Sơn cẩn thận tiến lên phía trước. Ngọn đèn pin của anh quá nổi bật trong cái không gian tối tăm này. Sơn nào biết rằng phía sau lưng mình luôn có một người phụ nữ tay chân trắng bệch lựng khựng đi theo. Cô ta đi đứng không vững, bước chân loạn choạng giống như người say. Chiếc áo trắng trên người dính đầy máu tươi. Mà con đen nhìn về phía trước theo Sơn, hai chủ tớ không hề nhận ra sự hiện diện của kẻ thứ ba này. Đi được một lúc, Sơn dựa sát hành lang để nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cố gắng tìm kiếm ngọn đèn chớp của cây cần cẩu tháp đằng kia. Vừa trông thấy ngọn đèn đó, Sơn liền dựa theo giấc mơ ban nãy để xác định vị trí phòng của Phạm Minh Đức. Phía trước không xa rồi. Sơn khẳng định chắc nịch suy đoán của mình. Anh nhanh chân hơn tiến về phía trước. Vừa quẹo qua một ngã rẽ, Sơn lập tức trông thấy một căn phòng ở cuối con đường đang hé cửa. Từ bên trong có ánh sáng mờ ảo rọi ra ngoài. Là nó. Sơn nhíu mày. Anh nhanh tay tắt đèn pin đi, hòa mình trong bóng tối. Anh tiến lên một bước. Người phụ nữ phía sau liền tiến lên theo một bước. Khi tiếp cận căn phòng nọ, ánh sáng mờ ảo từ nó
dần để lộ thân hình một người phụ nữ ở phía sau lưng Sơn. Nhưng đó rõ ràng là một thi thể không đầu, biết đi. Cái gần cổ sơ xác thịt của ả ta vẫn còn đỏ hỏn máu. Sơn hạ thấp người tiếp cận cửa phòng, khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong. Con đen cũng nhiều chuyện thò cái đầu nhỏ của mình vào. Chỉ thấy bên trong là một căn phòng tối tăm. Thứ ánh sáng mờ nhạt mà nó truyền ra khỏi cửa xuất phát từ phòng bếp. Cái khung cảnh này rất giống với giấc mơ của Sơn. Một căn hộ tối tăm, chỉ có ánh sáng từ dưới bếp. Sơn nhẹ nhàng hé cửa ra, bước chân vào trong, đồng thời rút con dao găm đã chuẩn bị sẵn ra, rồi cẩn thận bước từng bước mò vào gian bếp. Ngạc nhiên là trong nhà này không hề có ai, khiến cho Sơn dễ dàng tiếp cận phòng bếp này. Mà càng tới gần phòng bếp thì mùi máu tươi tanh nồng càng tỏ ra gai mũi, làm cho Sơn phải cau mày thật chặt. Không có người, anh đi từ phòng khách vào tới phòng bếp mà không có một ai trong này. Chủ của nó đâu mà để căn phòng không khóa như thế kia? Chuyện này là sao đây? Sơn nhăn mặt, nhớ lại đống thịt tươi mà gã người bí ẩn kia bầm ở trên bàn, lại thêm mùi máu tươi nồng nặc nơi đây. Sơn bèn cố gắng tìm cái đống thịt đó. Anh mở tất cả cửa tủ ra, lùng sục từng ngóc ngách, nhưng cuối cùng không tìm thấy một mảnh thịt nào. Đen cũng theo ngửi ngửi, nó không biết chủ mới của mình đang tìm cái gì. Thịt không có, nhưng mùi máu thì không thể sai được. Anh vẫn không từ bỏ tìm kiếm. Lúc anh đang lay quay ở phòng bếp thì một gian phòng nằm ở cuối căn nhà đang im lặng hé cửa. Từ bên trong có một ánh sáng đỏ dạ ra ngoài, cực kỳ quỷ dị. Con đen đứng nhìn cánh cửa đó chầm chầm. Nó cất lên tiếng sủa vang. Nè, không được sủa. Sơn vội mắng nó. Anh đang mạo hiểm mò vào căn nhà này, nếu để Phạm Minh Đức phát hiện thì chẳng biết có chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy ra. Con đen ừ ử trong miệng, nó sợ hãi tựa sát vào chân Sơn. Mặt chó vẫn nhìn đăm đăm về phía căn phòng ở cuối căn nhà. Sơn đổ mồ hôi ướt trắng. Đến tận lúc này thì cả gian bếp bị anh đảo qua 3 lần, kết quả vẫn không có gì khả nghi. Đừng nói một mảnh thịt, ngay cả một vệt máu cũng không tồn tại. Đúng lúc Sơn vò đầu bứt tai, anh đột nhiên nhớ tới lời nói thảm thương của Đoàn Vân Anh. Họ đều chết cả rồi. Người thì nằm trong túi ni lông, người nằm trong tủ lạnh, còn có người thì nằm dưới bồn cầu. Sơn như bừng tỉnh, nhìn về phía tủ lạnh. Nhưng trong này anh đã tìm mấy lần rồi, không thể nào có cái gì trong đó được. Sơn bèn cầm đèn pin lên rồi quay người rời khỏi gian bếp. Con đen bám sát phía sau không rời. Sơn muốn tìm một cái tủ lạnh thứ hai, hoặc chí ít là một nơi trữ đông. Ngay khi Sơn vừa xoay người rời đi thì cánh cửa phòng ở cuối góc nhà cũng chậm rãi mở ra. Ánh sáng đỏ rực từ bên trong căn phòng đó đang khắc họa hình bóng của một thứ quái dị lên trên tường. Dường như có vô số bóng người đang xé miệng để chui vào họng của một người bất hạnh nằm ở trên bàn. Sau đó, từ trong họng người này trồi lên những cái xúc tu như bạch tuộc. Qua một lúc sau, người này lựng khựng ngồi dậy, động tác cứng nhắc, đống xúc tu ngọ nguậy không ngừng ở trong miệng của y. Lúc này Trung Sơn bước tới phòng khách, anh lập tức đi tìm mục tiêu của mình. Rất nhanh, ngọn đèn pin rồi thấy một cái tủ đông lạnh nằm phía sau tivi. Sơn mừng rỡ tiến tới, anh cẩn thận mở nó ra. Và đập vào mắt Sơn là vô số cái bọc mũ đen được cột chặt. Anh bèn ngậm đèn pin vào miệng, rồi đưa tay tháo cái bọc ra mà xem. Và ngay lập tức, những tảng thịt bị đông cứng hiện ra trước mắt Sơn. Nhìn thấy những thớ thịt có khả năng là thịt người này, trái tim anh hẫng đi một nhịp. Anh rút dao găm ra, nhanh tay cắt xẻo miếng thịt này xuống một mảnh nhỏ, rồi bỏ vào trong túi áo. Muốn biết đây có phải là thịt người hay không, chỉ cần đem nó đi giám định ADN thì sẽ rõ thôi. Đúng lúc này, Sơn cảm giác như trong bóng tối có người nhìn mình. Một cảm giác lạnh xương sống mách bảo.
Sơn theo bản năng lại rọi đèn pin tìm kiếm. Mắt thấy không có ai, Sơn cau mày nghi hoặc. Cuối cùng thì người chết đâu hết rồi chứ? Sơn dựa theo giấc mơ mà tìm tới nơi này. Gian phòng hiện tại đúng là gian phòng y đúc như trong mơ. Cũng tìm thấy những cái bọc thịt bầm khá giống như trong giấc mơ báo mộng. Vậy có nghĩa là những gì Sơn thấy trong mơ có khả năng cao là thật. Tội ác giết người phân xác của Phạm Minh Đức khả năng cũng là thật. Vậy thì Lê Kiều Chi đang ở đâu? Phạm Minh Đức đang ở đâu? Cả căn phòng này tại sao lại bỏ trống, có một mình anh ở đây? Đang lúc Sơn đau đầu suy nghĩ thì anh vô tình nhìn thấy một cái tủ lạnh nhỏ đặt cạnh hàng ghế sofa ở giữa nhà. Sơn nhìn nó một chút, lại nhìn ra hướng cửa sổ, sau đó lại nhìn vào trong phòng bếp. Anh lập tức nhận ra vị trí cái tủ lạnh này rất giống với cái nơi mà tầm nhìn của Đoàn Vân Anh cho mình thấy. Không chút do dự, Sơn bước về phía cái tủ lạnh nhỏ này, một tay cầm đèn pin, một tay chậm rãi mở nó ra. Một mùi thối nồng nặc lập tức xộc lên não. Nương theo đó, cái đầu trương phình của một người phụ nữ xuất hiện. Da vẻ vàng khè thối rữa của đối phương đã bị hơi lạnh đông cứng lại. Hai con ngươi sắp lồi ra ngoài, bờ môi tím ngắt. Nhìn diện mạo lúc này đã không thể nhận ra được là ai. Sơn nhất thời bủng rủng tay chân, ngã ngược ra đất. Mặc dù đã thấy qua vô số tử thi, nhưng lần đầu nhìn thấy thủ cấp người ta bị nhét vào trong tủ lạnh như thế này, anh vẫn sợ thất hồn lạc phách. Đây là đầu của Vân Anh sao? Rất có khả năng. Góc nhìn này chính xác là nơi mà Vân Anh báo mộng cho Sơn. Cũng từ nơi này mà tên không rõ dung mạo đã đem tầm nhìn của cô cất vào trong một cái nơi lạnh giá, cũng chính là cái tủ lạnh này đây. Sơn cắn răng, cố gắng kiềm chế đôi tay run rẩy của mình. Anh lồm cồm ngồi dậy, dùng hết can đảm để cắt một miếng thịt trên má của cái đầu này xuống, rồi bỏ vào trong túi nhỏ, cất vào túi áo. Sơn cần phải thu thập chứng cứ tội ác của Phạm Minh Đức trước khi trốn khỏi đây. Bây giờ đã có thể xác nhận Phạm Minh Đức là một gã sát nhân hàng loạt. Nếu như Sơn bị gã ta phát hiện thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Vậy thì anh cần phải rời đi ngay. Sơn nhanh tay lấy máy ảnh nhỏ ra, chụp lại khung cảnh đáng sợ này làm bằng chứng. Máy ảnh nhấp nháy, Sơn vội vàng kiểm tra lại để đảm bảo không có gì sai sót. Trong tấm ảnh này, cái đầu trương sình của cô gái hiện ra cực kỳ rõ nét. Sơn định cất nó vào túi thì anh chợt nhíu mày vì cái bóng mờ ảo phía sau tấm ảnh kia. Cái bóng đó giống như một người phụ nữ đang đứng sát cửa sổ và nhìn về phía anh. Sơn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó. Thế nhưng làm gì có ai? Sơn liếm môi, do dự một hồi, rồi nâng máy ảnh lên chụp về hướng cửa sổ. Ánh đèn máy ảnh chớp tắt, Sơn lại căng thẳng nhìn vào trong tấm ảnh. Và anh lập tức mở to mắt kinh hãi, bởi vì bên trong tấm ảnh này có một người phụ nữ da dẻ trắng bệch, tóc tai ướt bẹp, đang đứng thình lình ở cửa sổ, chỉ tay về phía sau lưng Sơn. Sơn tá hỏa đứng phắt dậy, căng mắt hết cỡ để nhìn. Thế nhưng chỗ cửa sổ vẫn như cũ, trống trừng. Sơn rung lẩy bẩy, định nâng máy ảnh lên chụp một lần nữa. Anh không hề nhận ra sau lưng mình có một thi thể không đầu đang đứng sát bên. Thi thể này bỗng dưng vỗ vào vai Sơn, làm anh giật bắn mình xoay người lại. Ngay lập tức, anh chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Chỉ thấy ở phía phòng bếp bỗng dưng xuất hiện một thứ cực kỳ quỷ dị. Thứ này có thân dưới của một người phụ nữ mảnh mai, nhưng khuôn mặt của ả ta đang bị một thứ xúc tu chiếm hữu. Ả há to khoang miệng đến mức trách cả mép. Đống xúc tu ở bên trong miệng cứ thế ngọ ngoại. Ả lựng khựng đi về phía Sơn. Sơn quá đổi sợ hãi, ngồi mọp xuống sàn, nấp sau ghế sofa. Con đen cũng quỳ mọp bên cạnh hắn, nó rên ư ử trong miệng vì sợ hãi. Cái thứ quái quỷ gì đặt diễn ra như vậy?
Sơn thầm đổ mồ hôi lạnh, vội vàng bò dưới sàn, đảo hướng sang ghế sofa bên cạnh. Sơn nhìn về nơi cũ thì chỉ thấy nữ quỷ lựng khựng đi tới vị trí của mình ban nãy. À, đứng đó một hồi, đống xúc tu vùng vẫy, rồi tiếp tục đảo hướng sang phía bên này. Sơn quá sợ hãi chửi thầm một tiếng: con mẹ nó chứ. Từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên Sơn trông thấy một thứ đáng sợ như thế này ở ngoài đời. Anh lại nhanh chân bò mọp dưới sàn, hai chủ chó luồn cúi sau lưng ghế sofa để bò ra phía sau, nơi mà cái tủ đông lạnh đựng thịt khi nãy. Ở nơi này Sơn lại nhìn ra ngoài, liền thấy nữ quỷ đang đứng tại ghế sofa đó mà lay lắc. Sau đó ả ta đảo hướng về phía Sơn, dường như nó đang muốn ngửi theo mùi của Sơn để lại. Sơn cắn răng. Kể từ khi bước vào căn phòng này, anh còn chưa từng nhìn thấy mặt của Phạm Minh Đức, ngược lại toàn gặp những chuyện quỷ dị dọa cho sợ. E rằng nơi đây không thể ở được nữa, anh cũng không đủ sức phá cái án này rồi. Sơn nhìn về phía cửa phòng. Từ vị trí của anh đến đó cũng không xa, ước chừng 10 mét hơn mà thôi. Sơn nhìn lại về hàng ghế sofa để xem tình huống của nữ quỷ. Anh tá quả khi thấy nó đang đi gần tới chỗ mình, chỉ cách không tới 3 bước chân. Đống xúc tu trong miệng cùng với gương mặt vô cảm của thứ quỷ dị kia đang hướng về phía Sơn. Thấy cảnh này, trái tim của anh đập nhanh tới mức muốn văng ra ngoài. Sơn dứt khoát đứng dậy, hướng về phía cửa phòng, vừa chạy vội vừa quát lên: "Đen, chạy nhanh!" Nữ quỷ liền đảo hướng đuổi theo hai chủ tớ Sơn. Nó không chạy mà chỉ đi chậm chạp như thế. Vừa bước ra khỏi căn phòng, chân Sơn không ngừng bó chạy về phía cầu thang. Sơn đã có bằng chứng trong tay, giờ đây chỉ cần anh trốn thoát và giao nó cho cơ quan chức năng thì chuyện quái quỷ ngày hôm nay sẽ kết thúc. Thế nhưng không để cho Sơn được toại nguyện. Dù cho anh có cố gắng chạy về hướng thang máy như thế nào thì vẫn không thể nhìn thấy được nó. Được một lúc thì thể lực của Sơn cạn kiệt đi. Anh thở hồng hộc dừng bước lại, không quên ngoảnh mặt về phía sau để xem có nữ quỷ đuổi theo hay không. Con đen cũng mệt le lưỡi, nó bỗng dưng quay phắt về phía cuối hành lang mà sủa vang. Nương theo đó, tiếng bước chân loạn choạng của nữ quỷ xuất hiện cuối con đường. Người chưa thấy, nhưng tiếng chân vẫn bám mãi không buông. Khốn nạn! Sơn sợ quá hóa giận, buột miệng mà mắng. Anh soi đèn pin lên cái bảng hướng dẫn trên tường. Thời điểm này Sơn đang đứng trước cửa phòng 806. Rẽ trái sẽ tới cầu thang máy. Sơn hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại nhịp tim, rồi cố gắng cất bước mà chạy tiếp. Anh quẹo trái đuổi theo hướng thang máy. Ánh đèn pin mờ ảo trong tay Sơn không có cách nào xua tan đi bóng tối trong cái hành lang này. Sơn cứ thế chạy mãi, chạy tới vẫn không thấy cái thang máy đâu. Cho đến lúc sức cùng lực kiệt, Sơn tựa người vào vách tường, há mồm thở lên hồng hộc. Anh rọi đèn pin lên bảng hướng dẫn để xem mình đã chạy tới đâu. Chỉ là khi ánh đèn rọi thấy số phòng 806 ngay chỗ anh đang đứng thì anh bất lực hạ đèn pin xuống. Không lẽ bị ma dắt sao trời? Đúng lúc này, tiếng bước chân như một hồi chuông báo tử lại xuất hiện ở cuối hành lang. Sơn sợ hãi trội đèn pin về phía đó. Ở cách xa hàng chục mét, cái cơ thể quái dị của nữ quỷ một lần nữa hiện ra từ ngã rẽ. Đống xúc tu trong miệng của nó đang ngọ nguậy chỉ về hướng này. Con đen lại xù lông mà sủa lên liên hồi. Sơn chỉ biết mở to mắt khiếp đảm. Anh đã chạy liên tục không biết bao lâu, còn nữ quỷ kia chỉ đi bộ thế thôi. Vậy mà Sơn vẫn cứ bị nó bám theo đuôi. Sơn sợ quá tắt đèn pin đi, vội vàng mập người xuống nấp sau chậu cây trang trí dọc hành lang, rồi đưa mắt ra ngoài để nhìn nữ quỷ. Con đen cũng đang học theo gã, quỳ mập xuống bên cạnh. Thời điểm này Sơn đã không còn đủ sức mà chạy tiếp nữa. Cho dù có chạy được cũng chưa chắc thoát được con quỷ kia. Có khi anh còn kiệt sức mà chết trước khi bị nó bắt được.
Nhưng núp như vậy cũng không thể thoát. Sơn căng thẳng nhìn nữ quỷ đang lựng khựng đi về phía mình. Anh rút con dao phổ ba mà chú Nam cho ban nãy. Hai mắt Sơn hằn lên tơ máu vì căng thẳng, cắn răng mà lẩm bẩm: "Nếu không chạy được thì tao liều mạng với mày." Đang lúc không khí bị dồn nén tột độ thì cái bóng lưng không đầu lại thình lình hiện ra sau lưng Sơn. Nó vươn tay lên vỗ vào vai anh. Sơn giật thoát mình, cả theo bản năng muốn quát lên. Tuy nhiên có một bàn tay trắng trỗi còn nhanh hơn bịt miệng Sơn lại. Anh vung dao phổ ba ra đâm vào đối phương. Chỉ nghe đối phương áp sát vào tai Sơn mà nói: "Tôi cứu anh, bỏ theo tôi." Sơn căng thẳng dừng tay lại. Vừa mở miệng là một người đàn ông tuổi chừng 30, có gương mặt khắc khổ, hai mắt đỏ ngầu. Anh ta cũng sợ hãi vô cùng, trán đổ đầy mồ hôi lạnh. Thế vậy Sơn mới hạ con dao phổ ba xuống. Người đàn ông liền quay người dẫn theo Sơn bò mọp sát vách tường, nhanh chóng bỏ trốn. Còn nữ quỷ thì vẫn lững thững bám theo ở phía sau. Đang lúc bò hăng say, Sơn đột nhiên cảm giác vai mình nặng trĩu đi. Mỗi nhịp bò tới nặng nề giống như vác theo tạ thóc ở trên lưng. Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết bặm môi chịu đựng. Bò được một lúc, người đàn ông dừng lại trước căn phòng 806. Anh ta run rẩy lấy chìa khóa tra vào mở cửa phòng, dẫn Sơn bò vào bên trong. Vừa vào bên trong thì cả căn nhà tối hù không có một ánh đèn. Người đàn ông lập tức đứng phắt dậy đóng cửa lại, sau đó lấy cuộn chỉ đỏ được đặt sẵn ở bên cạnh giăng kín cửa nhà. Chưa hết, anh ta còn lấy một lá bùa được vẽ rất nhiều ký tự đặc biệt mà dán lên thân cửa. Cả Sơn và người đàn ông chỉ biết hăng say niêm phong cái cửa lại, mà nào có biết rằng một thi thể không đầu đang ôm chặt lưng Sơn. Cái cổ sơ xác thịt của ả ta tựa vào vai anh. Làm xong hết thảy, người đàn ông mới thở phào một hơi. Anh ta vỗ vai Sơn ra hiệu đi vào trong. Sơn gật đầu hiểu ý. Trước khi đi, anh nhìn lá bùa dán trên thân cửa. Họa tiết của nó rất giống với các lá bùa mà những hộ dân tầng dưới đã dán lên. Có vẻ như người đàn ông này sống ở đây rất lâu. Anh ta có đủ kinh nghiệm và trải nghiệm kinh hoàng để ứng phó với chuyện này. Người đàn ông dẫn Sơn đi một mạch ra sau bếp, tiện tay mở đèn bếp lên. Dung mạo khắc khổ của anh ta mới hiện ra rõ nét. Anh ta rót cho Sơn một cốc nước ấm, rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh là ai vậy? Tại sao lại tới đây lúc khuya như thế này?" Trái với gương mặt khắc khổ, giọng nói của người đàn ông rất trong, nghe như một thiếu niên mới lớn thôi. "Vừa rồi nếu mà tôi không cứu anh, anh rất có thể bị con quỷ đó ám chết rồi." Người đàn ông nghĩ tới mà khẽ rùng mình. Sơn nhìn anh ta bằng ánh mắt đánh giá thầm kín. Người đàn ông này có đôi mắt đỏ đục, rất giống với việc thức đêm lâu dài. Tạm thời không gây ra nguy hiểm, Sơn mới giải thích: "Tôi tên là Sơn, tới đây đi tìm một người, rồi không ngờ gặp phải cảnh tượng quái quỷ đó. Anh có biết nó là cái thứ gì hay không?" "Anh mới tới nên không biết. Cái chung cư quỷ ám này, mỗi khi đêm xuống là mấy cái thứ ma quỷ đó đi khắp hành lang thôi. Không chỉ có một con đó đâu." Anh ta nhìn quanh đề phòng, rồi sợ hãi nói tiếp: "Tại giá chung cư chỗ này rẻ, nội thất lại tiện nghi, cho nên còn mấy người không được khá giả bám trụ lại. Chứ mà nói thiệt với anh, có tiền là tôi dọn đi rồi. Đêm nào tụi nó cũng xuất hiện hết, từ dưới bồn cầu chui lên, không thì từ trong vách tường chui ra." "Ý, từ dưới bồn cầu chui lên sao?" Chuyện tới nước này đã đi quá xa so với mục tiêu ban đầu của Sơn. Anh chỉ tới đây để tìm Phạm Minh Đức, điều tra hành vi của hắn ta. Không ngờ lại xuất hiện liên tiếp những chuyện quái quỷ này. Một người theo chủ nghĩa vô thần, không tin ma quỷ thần thánh có thật như Sơn, nay đã bị tòa chung cư quỷ ám này phá nát tam quan. Người đàn ông lúc này hỏi lại: "Mà anh nói tới đây làm cái gì giờ này?" "Tôi đi tìm người." "Tìm người sao? Anh cũng gan thiệt đó.
nửa đêm tới chung cư này tìm người. Bây giờ biết sợ rồi gì? Tìm ai thì để sáng tìm. Thôi bây giờ anh ngủ tạm ở nhà tôi đi. Tôi tên Phạm Minh Hiếu. Người đàn ông nhiệt tình giới thiệu. Nghe tới đây Sơn giật nảy mình. Anh khẽ cau mày, không kìm được mà hỏi ngay. Anh là Phạm Minh Hiếu à? Thế anh có biết một người tên là Phạm Minh Đức hay không? Vừa nghe tới cái tên từ miệng của Sơn, Phạm Minh Hiếu lập tức thay đổi sắc mặt. Anh ta trừng to mắt, bịt miệng Sơn lại, giọng kích động mà hô. Anh bé cái mộng thôi. Hiếu sợ hãi nhìn về phía cửa nhà, lại nhìn Sơn mà nói khẽ. Anh đừng có nhắc tới cái tên đó. Nó là anh ruột song sinh của tôi đó. Nó chính là kẻ tạo ra mấy con quỷ ngoài kia đó. Hả, cái gì? Sơn cả kinh. Suy nghĩ của anh chỉ vì câu nói này của Phạm Minh Hiếu mà trở nên xáo trộn đi. Nhất thời á khẩu không thể thốt nên lời. Một thông tin mới xuất hiện. Phạm Minh Đức có một người em ruột sinh đôi, và hắn ta chính là chủ mưu của con nữ quỷ ở ngoài kia. Vậy thì Phạm Minh Đức đã làm gì với những cô gái nọ? Mục đích thực sự của gã ta là gì? Gã đang ở đâu? Và nữ quỷ ngoài kia từ đâu mà xuất hiện? Nếu đúng như lời Hiếu nói, nó được tạo ra bởi Đức, vậy thì Đức đã làm bằng cách nào? Gã ta tạo ra con quỷ này với mục đích gì? Chẳng lẽ hắn dùng tà thuật cổ xưa nào đó băm thịt những cô gái rồi biến họ thành quỷ hay sao? Bộ não nhạy bén của vị thám tử bị vô số nghi hoặc bất thình lình hiện ra làm cho ngu muội đi. Sơn chỉ biết đứng ngây như phỏng, thậm chí đến cả những lý do quan đường cũng nghĩ ra. Cuối cùng Sơn nâng ly uống một ngụm nước ấm. Qua một lúc lâu mới lấy lại tỉnh táo, Sơn nặng giọng nói. Anh Hiếu à, anh có biết Phạm Minh Đức đang ở nơi nào hay không? Tôi muốn nói chuyện với anh ta. Sơn quyết định đối diện với Đức thay vì điều tra gã ta. Những chuyện quái quỷ ở đây không thể giải quyết bằng cách điều tra được. Nó đã vượt ngoài tầm hiểu biết của Sơn. Muốn biết mọi chuyện thì phải moi từ chính miệng của Phạm Minh Đức ra mới được. Hiếu lắc đầu lia lịa. Tới nửa đêm là nó trốn đi mất tiêu rồi. Phòng của nó là phòng của con quỷ đuổi theo anh đó. Sao vậy? Anh tìm nó có việc gì hay không? Tốt nhất là anh đừng nên gây sự với nó. Nó là sát nhân nữa, rất là nguy hiểm. Hiếu tỏ vẻ sợ. Sơn khá ngạc nhiên vì câu trả lời này. Ngay cả người em ruột cũng khẳng định hắn là sát nhân. Vậy thì không thể chối cãi nữa rồi. Biết là nguy hiểm, nhưng mà tôi đã vô tình tiếp tay cho hắn ta giết người. Tôi muốn chuộc lại lỗi lầm bằng cách bắt hắn ta giao cho cơ quan chức năng điều tra. Đừng, nó đáng sợ lắm. Nó giết không biết bao nhiêu người rồi. Anh tìm nó chỉ có chết thôi. Anh nghe tôi đi, trốn trong phòng này tới sáng, rồi rời khỏi cái khu chung cư quỷ ám này. Chuyện sau đó anh muốn làm cái gì thì làm. Bây giờ anh bước ra ngoài kia tìm nó, chứ sợ chưa thấy mặt nó đã bị ám chết rồi. Nghe Hiếu thật sự khuyên ngăn như vậy, Sơn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cảm ơn anh. Sơn nhìn sang Hiếu, nửa thật nửa giả hỏi. Mà anh Hiếu à, nếu anh đã biết anh trai mình là sát nhân, vậy tại sao anh không bỏ trốn đi? Lỡ như anh ta xuống tay với anh thì sao? Hiếu thở dài một tiếng não nề, đôi mắt đượm buồn đi trông thấy. Sơn để yên cho anh ta suy nghĩ. Sau một lúc thì Hiếu mới kể. Anh trai tôi trở thành kẻ sát nhân cũng chỉ bị ép buộc mà thôi. Hả? Ép buộc giết người sao? Phải. Chuyện này phải kể từ rất lâu về trước. Sơn không dám bỏ lỡ từng lời nói của Hiếu. Anh vội vàng ghi lại những điểm đáng chú ý. Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài theo lời tự thuật của Phạm Minh Hiếu. Khi cốc nước trong tay Sơn nguội lạnh, thì anh đã nắm được kha khá chuyện của Phạm Minh Đức. Người xưa có câu, nhân chi sơ, tánh bản thiện. Ý nói rằng người khi sinh ra tính cách vốn là lương thiện. Để có được một Phạm Minh Đức là một sát nhân hàng loạt ngày hôm nay, thì xưa kia anh em bọn họ
đã trải qua một tuổi thơ đầy đau thương. Đức và Hiếu là hai anh em song sinh tới từ Thái Nguyên. Cha mẹ của bọn họ là tội phạm buôn ma túy khét tiếng khắp vùng. Một lần nọ, mẹ của bọn họ phạm phải sai lầm nghiêm trọng, gây ra tổn thất nặng nề. Cho nên người cha đã nổi máu điên, giết chết người vợ đã đồng cam cộng khổ với hắn. Thậm chí trong cơn giận dữ tột cùng, ông ta còn định xuống tay với Đức và Hiếu. Bởi vì dưới sự bao bọc của mẹ, bọn hắn vẫn là những đứa trẻ ngây thơ, không biết ma túy là cái gì, cha của bọn hắn có tội ác gì. May mà bọn hắn lại chứng kiến tận mắt cảnh ông ta giết vợ, giết mẹ của bọn hắn. Nếu như để bọn hắn sống và ghi thù, thì ông ta sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Vợ cũng đã giết rồi, giết thêm hai thằng con có là cái gì. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, Phạm Minh Đức cả gan đứng ra nói rằng: "Ba đừng giết con sẽ phân xác mẹ ra giúp cho ba che giấu." Đức nói là làm. Một đứa trẻ mới 15 đã tự tay phân xác mẹ ruột mình thành từng khúc rồi đem chôn ở trong rừng. Chính vì hành động máu lạnh này của Đức mà người cha đã công nhận bọn hắn. Để cho Đức và Hiếu tiếp tục sống, kể từ đó hai anh em tham gia vào con đường tội lỗi của người cha. Thế nhưng với bản tính điên loạn của ông ta, không sớm thì muộn cũng có ngày ba cha con xích mích với nhau, như cái cách mà mẹ của bọn hắn đã từng gặp. Trong lúc bị cha đánh đập, anh Đức đã không nhịn được mà dùng dao thủ tiêu ông ta, rồi phân xác ông ta ra chôn như cái cách đã làm với mẹ. Sau đó thì hai anh em bỏ xứ trốn đi, lăn lộn hơn chục năm mới tới chỗ này sinh sống. Hiếu não nề nói sau khi kể xong câu chuyện. Sơn ngừng bút lại vì chuyện sốc này, cả không tin được mà hỏi lại cho chắc cú: "Vậy là Phạm Minh Đức đã phân xác mẹ mình và giết chết cha mình sao?" "Ừ, đúng rồi. Tuy vậy anh Đức đối xử rất tốt với tôi, nên tôi mới đi theo ổng. Tôi cũng là tội phạm mà, đâu thể trốn đi đâu được. Vậy thì những con quỷ anh nói ngoài kia thì sao? Còn có những cô gái điếm mà Phạm Minh Đức gọi tới đây, anh ta đang làm cái quái gì vậy? Anh có biết hay không?" "Tôi không biết. Tôi đoán là những con quỷ ngoài kia là oan hồn chết dưới tay của nó. Nhưng tôi không thể làm gì ngoài trốn trong đây cả. Tôi với nó cùng chung một chuột mà." Nghe vậy Sơn mới gật gù. Có một chuyện mà Sơn không hỏi, anh tự suy đoán trong lòng. Sơn ném ánh mắt cảnh giác nhìn Hiếu, rồi cất cuốn sổ tay đi. Sau câu chuyện của Hiếu, Sơn vẫn chưa biết được động cơ giết người phân xác những cô gái điếm của Phạm Minh Đức là cái gì. Nghe kể về quá khứ của hai anh em, có vẻ đồng cảm với Đức. Nhưng gã ta không thể lấy sự tổn thương của mình làm cái cớ để kết thúc cuộc sống tươi đẹp của người khác. Đó là ích kỷ, là tội ác bất dung thứ. Chẳng lẽ Phạm Minh Đức giết người sinh nghiện rồi đánh thức con quỷ máu lạnh trong người mình, cho nên mới có khát khao giết người phân xác như thế kia? Nếu đúng là như thế, Phạm Minh Đức là một tội phạm có mức độ nguy hiểm cực kỳ nghiêm trọng. Còn Phạm Minh Hiếu đang đứng trước mặt Sơn đây là một đồng phạm, dù rằng anh ta chẳng có nguy hiểm gì. Thật ra tôi có một cách có thể giúp cho anh có cuộc sống mới, không cần phải trốn chui trốn nhủi như vậy nữa." "Cách gì?" "Tôi đang nắm trong tay những bằng chứng về hành vi của Phạm Minh Đức phân xác nạn nhân. Chỉ cần anh trốn với tôi, làm nhân chứng để tố giác hắn, thì anh sẽ được nhẹ tội. Tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất hỗ trợ cho anh để giảm án thấp nhất có thể." Sơn nghiêm túc nói. Hiếu lại thở dài, khiến cho Sơn khó hiểu. "Xin lỗi anh, tôi cũng muốn trốn. Nhưng tối như thế này thì những con quỷ kia xuất hiện, chúng vây chặt cái lối thoát, tôi không trốn được. Sáng thì thằng Đức nó về, càng không thể bỏ trốn được." Sơn gật gù. Anh còn một câu hỏi quan trọng, chỉ sợ bây giờ hỏi ra sẽ xé da mặt của nhau. Sơn đành im lặng khách sáo với đối phương, tránh bước dây động rừng.
Hiếu lại lên tiếng. Tôi không còn gì thì đi ngủ thôi. Anh chịu khó ngủ trên sofa nghe. Sáng mai mọi chuyện ổn rồi thì anh có thể rời đi. Ừ, cảm ơn anh. Sơn gật đầu. Nhưng đột nhiên cái ly trong tay Hiếu rơi xuống đất. Chỉ thấy gã ta sợ hãi trợn to mắt nhìn ra phía cửa phòng. Mồ hôi lạnh chảy tuôn tuôn. Sơn nhíu mày nhìn theo hướng đó. Con đen sù lông lên mà sủa điên loạn. Tất cả chỉ vì một cái bóng người trắng bệch đang đứng ở cửa phòng. Nói đúng hơn thì đó là thi thể không đầu của người phụ nữ. Cái áo trắng của cô ta thấm đẫm máu tươi. Ả đang dùng đôi tay trắng bệch của mình xé lá bùa trên cửa, rồi bứt những sợi chỉ đỏ ra. Hiếu như hóa điên, gã hét lên. Không, đừng, đừng có xé chúng ra. Những con quỷ ngoài kia sẽ tràn vào, chúng ta sẽ chết đó. Sơn căng thẳng. Làm cách nào mà nó vô đây được? Tôi không biết, trốn đi, lo trốn đi. Phạm Minh Hiếu hoàn toàn hóa điên. Anh ta lính quýnh tay chân nắp xuống bàn. Sơn cắn răng nhìn cảnh này. Anh rút con dao phổ ba ra mà phòng thủ. Ở đằng kia, nữ quỷ không đầu sau khi xé nát những lá bùa, nó mở cửa ra. Ở bên ngoài đã đợi sẵn con quỷ đầu xúc tu. Nó đột ngột nhảy vào trong, một bước nhảy hơn 3 mét. Sơn cả kinh. Dù anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần thì vẫn run rẩy tay chân vì sợ. Nữ quỷ với cái đầu xúc tu nhảy 2 bước liên tiếp thì đã tiếp cận Sơn và Hiếu. Nó bổ nhào cả người tới, đống xúc tu trong họng bung ra như một cái miệng, nhắm xuống đầu Sơn mà táp. Tốc độ của nó quá nhanh, Sơn khó mà phản ứng kịp. Lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hiếu đột nhiên từ bên cạnh chồm tới, ôm lấy Sơn nhào qua một bên. Trong tích tắc thoát được cái miệng quỷ, Hiếu hét to. Chạy nhanh, bạn ai đây chạy đi. Sơn lấy lại tỉnh táo, cùng Hiếu đứng dậy, tức tốc chạy ra phía cửa phòng. Con đen bám sát theo sau. Nữ quỷ xúc tu sau khi vồ hụt cũng đứng dậy. Nó nhảy theo hai người bọn hắn. Đứng chắn trước cửa phòng là nữ quỷ không đầu. Có vẻ như nó không có ý định tấn công hai người của Sơn, chỉ nép một bên xoay người về phía bọn hắn. Sơn và Hiếu nhào ra khỏi căn phòng. Hiếu liền quát. Tách ra hai hướng, anh tìm phòng trống đâu đó mà trốn đi. Sơn gật đầu, vội vàng đảo hướng sang hành lang bên trái. Thì Hiếu đảo sang hành lang bên phải. Hắn sợ hãi mà hét toáng lên. Anh Đức ơi, cứu em anh Đức ơi. Sơn bật đèn pin lên rọi đường. Anh căng thẳng nhìn về phía sau. Chỉ thấy nữ quỷ xúc tu vừa nhảy ra khỏi phòng 806. Nó liền đảo sang hướng bên phải, đuổi theo Phạm Minh Hiếu. Thấy cảnh này, đâu đó trong lòng Sơn cảm thấy may mắn. Nhưng anh nào biết rằng sau lưng anh luôn có nữ quỷ không đầu theo sát. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Cuộc gọi từ người chết, một sáng tác của Trương Phong Tử. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối ngày mai. Chúng ta sẽ nghe phần còn lại của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.